Ngày thơ bé ngu ngơ ai chẳng hay khóc nhẹ, nay lớn cơ sao lại khóc nhẹ. Giờ tôi muốn lắng nghe cho dù lời khắt khe, không biết bao lâu còn có mẹ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Wow, tự nhiên xúc động quá. Anh cắt cái cảm xúc của em một cái đuôi luôn anh xin. Anh xin lỗi em. Tại anh thấy, anh tưởng là em đang dâng trào cái cảm xúc đó. Nước mắt tôi lưng tròng rồi đây nè. Anh định tiếp sức cho em, ai ngờ anh xin lỗi trời, chết thiệt. Mà em nói thiệt nha, cảm giác đứng trên đây nha, trời thấy được thơm lây luôn á. Thơm lây chứ. Không, dễ thương quá. Dễ thương quá. Top 10 siêu tài năng nhí ơi. I love you. I love you too. Chương trình gì đáng yêu vậy nè. Tôi làm mấy mùa nữa đi, đừng nghỉ. Mời Gil làm MC nữa. Dạ. Rồi em cũng là giám khảo cố định á. Quá. Chí của em là em sẽ đẩy chị hả? Đón xem siêu tài năng nhí EP30 thứ năm hàng tuần trên HTV7. Hello, đây là Trấn Thành. Nếu như các bạn yêu thích chương trình siêu tài năng nhí, hãy nhanh tay lên bấm subscribe kênh YouTube Vivo TV. Nhớ theo dõi và subscribe nhé. Thank you.